Em thấy tối à? Coi em bỏ video lên hết rồi đi thì em tới em về. Đây là em ấy chưa? Đến xưa đi chỉnh sửa bỏ một loạt được rồi. Sửa một loạt. Video là đầy đủ rồi đúng không? Tuần về lại xong lại 3 ngày lại đi tiếp à? Hai ba ngày đi rồi. Năm nay mà đi. Thứ ba đi là thứ bảy à? Hay là ngày 23? Cũng nhanh. Xong về lại. Không có Hà, không có hệ ai quay đây. Anh cũng có con chi đó nữa kìa. Quay đang hàng chè rụng. Quay đang hàng chè rụng. Chị cho ngoài quay rụng. Bây giờ kênh mới thì kênh bật lại. Chị quay luôn. Ok. Có mấy cái rồi? Nó 8 rồi. 8 à? 9 chưa có luôn à? Cái em lấy mấy cái video mà chị không ghi số lên được. Mấy cái video vừa rồi chị tải lên cả đống kìa. Bỏ kênh nó đi. Đâu sao đâu. Ít bữa nữa đào đồ massage rồi nè, cho vui vui.
có 10 phút hả?
Mà em không dùng kinh dưỡng được đâu.